những sản phẩm in 3D của bạn đã có thể hoàn thiện hơn nếu như không có cái đường xấu xí này. Nó là sim, và nếu như bạn không in ở Spiral Wave Mode, chế độ in chỉ tạo ra một lớp thành mỏng duy nhất có bề dày phụ thuộc vào đường kính đầu full, thì cho đến thời điểm hiện tại, sim vẫn còn đang là một tính năng trong mặt kép gây đau đầu cho rất nhiều người mới tìm hiểu về in 3D. Còn đối với những ai đã sử dụng máy in 3D FDM lâu ngày, mặc nhiên nó trở thành một tính năng không thể nào tránh khỏi. Thế nhưng vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Và đây, Teaching Tech, kênh YouTube mà mình đã theo dõi từ khá lâu, đã đăng tải một nội dung cực kỳ thú vị mang tên Bye Bye Sim. Và ngay lập tức mình đã test thử tính năng này để có thể đánh giá và trải nghiệm cũng như chia sẻ đến với các bạn trong video ngày hôm nay. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Technics AM. Mình là Vinh. Và cho những bạn nào mới lần đầu đến với Technics AM thì đây là nơi mà mình chia sẻ những nội dung về in 3D, về khoa học, công nghệ và kỹ thuật. Nếu như các bạn cảm thấy video mà mình chia sẻ là hay và bổ ích thì hãy bấm like và chia sẻ chúng đến với những người có cùng đam mê để chúng có thể lan tỏa rộng rãi hơn trong cộng đồng. Và đừng quên đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung mà mình sẽ ra mắt trong thời gian tới. Ok, không để các bạn đợi lâu, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Thông thường khi sử dụng công nghệ in 3D FDM, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp một đường kéo dài từ đáy đến đỉnh của sản phẩm. Đường này trông khá lồi lõm và đôi lúc nó còn rõ ràng hơn trên một số loại nhựa nhất định, ví dụ như là siêu PLA hoặc là một số loại nhựa có màu nhám. Cái đường xấu xí này được giới chuyên môn gọi là sim, đường nối giữa các điểm bắt đầu và kết thúc của mỗi lớp in. Công nghệ in 3D FDM sử dụng một chiếc đầu full để phân phối nhựa theo các quỹ đạo được lập trình sẵn bằng phần mềm slicer, và mỗi đường chạy sẽ bắt buộc phải có điểm bắt đầu và kết thúc. Như vậy, trên mỗi lớp in, chúng ta sẽ dễ dàng tìm thấy vị trí khởi nguồn này, và khi chúng xếp chồng nhiều lớp lên nhau sẽ tạo thành một đường gọi là đường sim. Một số các cài đặt trên các phần mềm slicer cho phép chúng ta đặt đường sim ở những vị trí ít được quan tâm hay nằm trong những góc khuất mà không ai để ý. Hoặc là các bạn cũng có thể chọn randomize sim. Tính năng này sẽ phân phối điểm bắt đầu và kết thúc của mỗi lớp in một cách ngẫu nhiên. Trên kết quả cuối cùng thì sẽ không thấy đường sim. Nghe có vẻ hay nhưng tính năng này lại thực sự không hay như vậy, mà trên bề mặt cuối cùng của sản phẩm có thể dễ dàng tìm thấy những cái điểm lồi lõm nằm rải rác khắp nơi, và đối với mình thì điều này thực sự gây khó chịu. Để giải quyết vấn đề này, cộng đồng những người đam mê in 3D trên toàn thế giới dường như đã bỏ ra rất nhiều công sức để phát triển, thử nghiệm, feedback và cải tiến tính năng mang tên Sculptjoy Sim. Sculptjoy là một dạng mối nối thường được dùng trong ngành mộc hoặc là ngành kim loại, khi người ta cần nối hai thanh vật liệu với nhau để gia tăng chiều dài. Và việc vét nghiêng một cách đối xứng ở hai đầu thanh và ghép chúng lại với nhau sẽ làm tăng diện tích tiếp xúc và độ bền của mối nối. Khi áp dụng cho in 3D, ở mỗi điểm bắt đầu của lớp in, lưu lượng nhựa sẽ được điều chỉnh sao cho phù hợp với vị trí bắt đầu, tạo thành một mặt nghiêng. Và khi kết thúc lớp in thì lưu lượng sẽ giảm dần và lấp đầy lên mặt phẳng nghiêng đã được tạo ra trước đó. Điều này sẽ khiến cho việc bắt đầu và kết thúc mỗi lớp in thay vì là một điểm thì nó sẽ trở thành một đường khá dài, nằm nghiêng theo bề dày của lớp. Trên lý thuyết thì sẽ giúp giảm thiểu sự hiện diện của sim. Thật ra thì mình cũng chưa hiểu rõ về tính năng này. Thế nên nếu như các bạn nào có thêm thông tin hữu ích về Sculptjoy Sim thì hãy bình luận ở bên dưới để chúng ta có thể cùng nhau thảo luận nha. Cộng đồng những người đam mê in 3D đã nghiên cứu và phát triển tính năng này trên phần mềm Orca Slicer trong một khoảng thời gian khá dài. Và khi mà mình nhìn vào những bài đăng trên diễn đàn này thì thực sự là đã có rất nhiều mồ hôi và công sức được bỏ ra. Mỗi phiên bản khác nhau sẽ cho ra những kết quả khác nhau. Tuy nhiên thì theo những gì mà mình đọc được, phiên bản gần đây nhất đã tương đối hoàn thiện và cho ra những kết quả rất khả quan. Nếu như bạn bỗng dưng muốn trở thành chuột bạch và muốn cống hiến cho sự phát triển của công nghệ in 3D thì sau đây là cách để có thể tải và cài đặt phần mềm Orca Slicer phiên bản thử nghiệm cùng với tính năng Sculptjoy Sim.
Đầu tiên thì Linh dẫn đến diễn đàn mình có để trong phần mô tả của video. Các bạn sẽ cần phải tạo một tài khoản GitHub để có thể truy cập vào những tính năng nâng cao của nền tảng này và tải về các file cần thiết. Tài khoản này hoàn toàn miễn phí và các bạn sẽ không mất quá lâu để có thể tạo xong tài khoản. Sau khi đã tạo xong tài khoản và đăng nhập thì hãy bấm vào nút Action và sử dụng bộ lọc để tiết kiệm thời gian. Từ khóa mà chúng ta cần sử dụng là Actor 2.NoisyFox. Nhấn Enter và click vào kết quả đầu tiên, build number 1062, và sau đó cuộn xuống dưới cùng và chọn phiên bản phù hợp với máy tính mà bạn đang sử dụng. Nếu như các bạn đã cài sẵn Orca Slicer thì mình khuyên là các bạn nên chọn phiên bản Portable để không ảnh hưởng đến phần mềm mà các bạn đang sử dụng. Và hãy lưu ý là phần mềm phiên bản thử nghiệm sẽ có đuôi là PR3839 nha. Sau khi cài đặt hoặc giải nén thư mục, nếu như các bạn lựa chọn phiên bản Portable thì chúng ta hãy cùng nhau mở phần mềm lên và kiểm tra xem ở trong tab Quality, mục SIM, nếu như các bạn có thể tìm thấy lựa chọn Scape Choice SIM thì đây đúng là phiên bản mà chúng ta đang cần. Ngoài ra thì Michael, người sở hữu kênh Teaching Tech, cũng đã phát triển một mô hình để có thể thẩm định và thử nghiệm tính năng này một cách toàn diện hơn. Các bạn có thể tìm thấy nó trên Printable và link rút gọn thì mình có để trong phần mô tả của video. Ok, bây giờ thì có vẻ như đã đầy đủ cả rồi, chúng ta hãy cùng nhau test thôi. Trong bài thử nghiệm này, mình sẽ sử dụng một mô hình đơn giản do hạn chế về mặt thời gian. Trong thời gian tới thì chắc chắn là mình sẽ thử nghiệm trên nhiều mô hình khác nhau để có thể đánh giá tính năng Scape Choice SIM một cách toàn diện hơn. Đối với mỗi thử nghiệm thì mình sẽ in trên cùng một máy và sử dụng cùng một loại vật liệu, chỉ thay đổi bật tắt tính năng Scape Choice SIM mà thôi. Đầu tiên sẽ là mẫu thử tạo ra bởi chiếc máy in 3D Ceremon Smart đến từ nhà Creality. Sử dụng đầu full 0.4mm, chiều cao lớp 0.2 và in vật liệu ABS ở nhiệt độ 245 độ C. Tiếp theo là mẫu thử đến từ chiếc máy in Elego Neptune 3 Max, sử dụng đầu full 0.6 và chiều cao lớp 0.32mm, in vật liệu PLA thuần sản xuất bởi Samhe. Cuối cùng là hai mẫu in được tạo ra bởi Bamboo Lab A nhất với đầu full 0.4mm và chiều cao lớp 0.2, sử dụng vật liệu PETZY. Cho các bạn nào chưa biết thì cái loại nhựa màu trắng này là một loại PETZY được sản xuất tại Việt Nam. Chúng đã được phát triển và sản xuất bởi một nhóm kỹ sư người Việt đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như các bạn muốn thử nhựa in 3D Make in Việt Nam thì link mua hàng mình có để trong phần mô tả của video. Nhìn chung thì mình thấy rằng tính năng này đang khiến cho đường SIM gần như là biến mất. Tuy chưa hoàn hảo nhưng rất hứa hẹn, Scape Choice SIM vẫn còn đang là một tính năng trong quá trình phát triển và rất cần sự thử nghiệm cũng như là sự đóng góp ý kiến đến từ người dùng trên toàn thế giới. Nếu như các bạn là một người đam mê in 3D thì còn chờ gì mà không thử nghiệm ngay tính năng này trên phần mềm Orca Slicer. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Và đừng quên đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung mà mình sẽ ra mắt trong thời gian tới.